Thưa các bạn, mình là Nhân Chanh Gió Tràm. Hôm nay mình đến thăm nhà anh Sự, một cái người anh thân thiết. Anh nói anh Sự là một cái nhà sưu tầm đồ cổ cũng có tiếng của huyện An Minh mình. Ngoài phía bên ngoài nhà anh Sự thì sưu tầm rất nhiều cái bình gốm cổ. Chỗ anh Sự thì có rất nhiều cái cổ vật mà mình chưa biết đến. Đây là bộ sưu tập tranh của anh Sự, bình gốm là cây căn nghe, có gì kêu này cây căn gì, căn giá hả? Cây căn này hả? Ừ. Cây này căn heo. căn lớn không? Đây là đèn các loại, bộ sưu tập điện thoại, lò xô, bình nước, bình nước Mỹ ha. Đây là cái này là cái cassette không anh? Cassette của Trung Quốc. Trung Quốc thôi. Nhà anh Sự thì rất là phong cách nha, lót gạch trắng đỏ kiểu cổ. Phía bên trong thì đây là bộ sưu tập ghế salon của Sự. Còn đây salon này cũng khoảng năm nào anh Sự? 60-70 năm ha. Ừ, cái tủ này là tủ khám trai anh ơi. Đẹp, ốc xe cừu, cả ốc xe cừu. Ồ, nhà ta xét đây rất khủng. Đây có hoài niệm của anh Sự ha, anh Sự nha. TV cổ. Mình đang bắt tay gì anh Sự? BT6 VT như sao? Vẫn còn hoạt động tốt. Cái này khoảng năm nào anh? À, cái TV này cũng 60-70 tuổi nha. Đây là cái dàn đồ độc đáo của anh Sự. Dàn máy gì anh? Akai. À, máy Akai hát dĩa. Dạ dạ, để chúng em ra đó. Mình đi ra ngoài sau để coi cái bàn cổ của anh Sự nha. Sau đó mình quay lại mình nghe tiếp. Bàn nào khoảng năm nào anh? Đây, cái này bằng cái gì anh Sự? Chắc ha, gỗ chắc. Bàn này là thật ra nó là bàn tiếp khách hay là bàn ăn cơm? Bàn uống trà. Bàn uống trà ha. Rồi. Bàn uống trà bằng gỗ chắc. Rồi được anh, mình ra mình nghe cái này, cái máy này cái. Mời quý vị nghe bài Cánh Đồng Bừng hát bằng máy Akai của dĩa than à, dĩa dừa. Có nghệ sĩ Thanh Nga hát. Cái này nó quay chơi hay là nó à, đây là dây quay dây dây nhựa phải không? Con băng nhựa. Mình nghe trên đây. Trên đây là gì? Cái gì đó? Cái này máy đầu cối. Máy đầu cối. Gì khác nè? Âm thanh còn rất hay các bạn. Hôm nay đến thăm anh Sự, mình cũng có mấy cái dĩa nhựa chúc tặng cho anh Sự để làm kỷ niệm. Đây là mấy cái dĩa của mình con bác tặng. Quý vị quan tâm thì hôm nào có thể đến thăm anh Sự nha, để giao lưu thêm. Quý các bạn, đây là cái máy chiếu phim màn ảnh nhỏ, nằm trong bộ sưu tập rất nhiều cái đồ cổ giá trị của anh Sự. Quý vị đang xem cái hai anh em tôi trình chiếu bộ phim Sạc Lô. Hình ảnh rất đẹp quý vị, rất là gọn nét. Cái màn ảnh này là trong rồi đó không? Dạ, đây là cái miếng
biết là phong, biết là phong. Nhưng mà ảnh là biết là phong thì tôi đem tôi lụm đường hè đem vô. Tác nghiệp tại chỗ luôn. Ảnh rất đẹp. Máy vận hành tốt. Rất đặc biệt. Tôi cũng mới thấy mấy lần đầu. Bắt đầu. Cái này coi bên mà Tâm Duyên Y được coi đã lắm rồi. Đây máy vận hành khá chân chu.